Daniel là một trong bốn tiên tri lớn mà chúng ta đã học qua, từ tiên tri Isaiah, Jeremiah, rồi tiên tri Ezekiel, và hôm nay là Daniel. Chúng ta học ba chương, và phần kế tiếp chúng ta học về những cái điềm báo mộng cơn điên của vua Nabucodonosor. Xin mời đọc ở cuối chương 3 rồi qua đầu chương 4. Vua Nabucodonosor gửi cho những người thuộc mọi dân tộc, mọi giống nòi, mọi ngôn ngữ đang sống trên khắp mặt đất. Chúc các ngươi vạn sự bình an. Những điềm thiên dấu lạ mà Thiên Chúa tối cao đã làm cho ta, thì nay ta thấy nên công bố. Những điềm thiên dấu lạ của người thật lớn lao, những dấu lạ của người thật kỳ diệu. Vương quốc của người là vương quốc vĩnh cửu. Quyền thống trị của người bền vững muôn đời. Đó là những lời mà vua Nabucodonosor phải công nhận về những điều kỳ lạ Thiên Chúa đã làm sau khi ông nhận những cái phép lạ mà đã thả ba người vào trong lò lửa và có thiên thần đi lại với họ thành bốn người trong đó. Và ông nhận ra là Chúa của các vị này là Thiên Chúa đích thực, cho nên ông đã chúc tụng Thiên Chúa tối cao đã làm những điều kỳ diệu. Và trong chương 4 là bắt đầu một cái giấc chiêm bao thứ hai của vua Nabucodonosor. Xin mời đọc ở chương 4. Ta là Nabucodonosor, đang lúc hưởng bình an dưới mái nhà và thịnh vượng trong cung điện, thì ta đã có một giấc chiêm bao khiến ta phải kinh hoàng. Những nỗi lo âu trên giường nằm và những thị kiến trong đầu làm ta khiếp sợ. Và ta đã truyền lệnh phải đưa tất cả các nhà thông thái của Babylon đến trước mặt ta, để họ cho ta biết ý nghĩa của giấc chiêm bao. Bấy giờ tất cả các thầy phù thủy, pháp sư, những nhà chiêm tinh và các thầy bói vào chầu. Ta đã kể cho họ nghe giấc chiêm bao của ta, nhưng họ không thể cho ta biết được ý nghĩa của giấc chiêm bao ấy. Sau hết có Daniel vào chầu. Người này mang tên vị thần của ta là Belteshazzar, và cũng là người có thần khí của Thiên Chúa ở nơi mình. Ta đã kể cho người ấy giấc chiêm bao của ta. Hỡi Belteshazzar, tức là tên của Daniel nhưng mà họ gọi theo cái từ vùng của Babylon. Hỡi Belteshazzar là người đứng đầu các thầy phù thủy. Ta biết rằng có thần khí của các bậc thần thánh ở nơi ngươi, và không có điều bí ẩn nào làm cho ngươi phải lúng túng. Đây là những điều ta đã thấy trong chiêm bao. Hãy giải nghĩa cho ta. Nằm trên giường, ta đã thấy trong đầu ta như thế này. Ta đang nhìn, bỗng thấy một cây ở giữa mặt đất, một cây cao lắm. Cây ấy lớn lên và vững mạnh. Ngọn cây chạm tới trời,
và ở tận cùng mặt đất cũng thấy được. Lá đẹp, trái nhiều, nó cung cấp thức ăn cho mọi loài. Thú vật ngoài đồng tìm bóng mát dưới gốc. Chim trời trú ngụ trên cành. Mọi loài có xương thịt đều lấy nó làm thức ăn. Nằm trên giường, ta đang nhìn xem thị kiến trong đầu. Bỗng có một vị canh thức, một vị thánh từ trời xuống. Vị ấy kêu lớn tiếng và nói thế này: đốn cây xuống, chặt cành đi, giũ cho trụi lá, quăng trái nó đi. Thú vật hãy rời xa bóng nó, và chim trời hãy lìa bỏ cành nó. Nhưng gốc rễ nó hãy để lại dưới đất, lấy đai sắt, đai đồng mà xiềng giữa cỏ xanh đồng nội. Nó phải chịu dầm xương và ăn cỏ chung với thú vật ngoài đồng. Hãy lấy đi quả tim con người của nó, và thay vào đó quả tim thú vật. Cứ để nó như vậy suốt bảy thời. Án phạt này là do lệnh của các vị canh thức. Quyết định này là do lời của các bậc thánh nhân. Cốt cho mọi sinh linh biết rằng, đấng tối cao cai trị vương quốc loài người và trao vương quốc ấy cho kẻ nào người muốn. Người đặt kẻ hèn mọn nhất lên cầm đầu. Ta, Nabucodonosor, ta đã thấy giấc chiêm bao ấy. Còn ngươi, hỡi bên tơ sát xa, hãy công bố lời giải mộng, vì tất cả các nhà thông thái trong nước không giải được cho ta. Nhưng ngươi giải được, vì thần khí của các bậc thần linh ở nơi ngươi. Và sau khi nghe cái giấc chiêm bao này thì tiên tri Daniel đã giải mộng cho nhà vua. Và qua cái giải mộng đó, tiên tri Daniel khởi đầu không có dám nói, vì nhà vua sẽ bị loại và phải sống với thú vật. Bấy giờ ông Daniel, cũng gọi là Ben-tơ-sát-sa, lặng người đi một lúc. Tâm trí ông bàng hoàng. Nhà vua lên tiếng nói: hỡi Ben-tơ-sát-sa, đừng để giấc chiêm bao và lời giải mộng làm ngươi bàng hoàng. Ben-tơ-sát-sa đáp: tâu chúa thượng, mong cho giấc chiêm bao ấy là của những kẻ ghét ngài, và lời giải mộng dành cho kẻ thù của ngài. Cây ngài đã thấy lớn lên và vững mạnh, ngọn chạm tới trời, và cả mặt đất đều thấy được. Lá đẹp, trái nhiều, cung cấp thức ăn cho mọi loài, thú đồng nấp dưới bóng, và chim trời đậu trên cành. Tâu đức vua, cây ấy chính là ngài. Cái cây to vĩ đại mà nổi tiếng đó chính là vua Nabucodonosor. Cho nên sau khi mà cái cây đó bị rũ bụi lá, bị thay đi, thì dĩ nhiên là không có dám nói cho nhà vua biết. Nhưng mà bởi vì nhà vua ra lệnh, cho nên ông ta phải nói. Nhưng mà thực tế dĩ nhiên là nói bình thường, mà nói là bị phạm cái tội khiêu quân rồi. Tâu đức vua, cây ấy chính là ngài. Ngài đã lớn lên và vững mạnh. Sự cao cả của ngài chạm tới trời, và quyền thống trị của ngài trải rộng đến tận cùng cõi đất. Sau đó, ngài đã thấy một vị canh thức, cũng là một vị thánh từ trời xuống, nói rằng: đốn cây xuống, hủy nó đi, nhưng gốc rễ nó thì để lại dưới đất, lấy đai sắt, đai đồng mà xiềng giữa cỏ xanh đồng nội. Nó phải chịu dầm xương và ăn cỏ chung với thú vật ngoài đồng. Nó phải chịu như vậy bảy thời. Tâu đức vua, đây là lời giải mộng và cũng là lệnh đấng tối cao ban xuống cho ngài, chúa công của thần. Ngài sẽ bị đuổi, không được chung sống với người ta, nhưng phải sống chung với thú vật ngoài đồng, phải ăn cỏ như bò và dầm xương suốt 7 năm ròng rã, cho tới lúc ngài chịu nhận ra rằng đấng tối cao cai trị vương quốc loài người.
và người trao cho kẻ nào người muốn. Anh nhìn rằng đấng tối cao là Thiên Chúa trao cái quyền cho mình để phục vụ, chứ không phải để kiêu căng mà làm những cái tượng vàng của mình vĩ đại và bắt người khác phải thờ phượng mình như là Thiên Chúa. Còn lệnh phải để gốc rễ lại có nghĩa như sau: vương quốc của Ngài sẽ vẫn là của Ngài sau khi Ngài chịu công nhận quyền cai trị của trời. Vì thế, tâu đức vua, xin vui lòng nghe theo lời thần đề nghị mà đói tội lập công, bằng cách làm việc nghĩa là tỏ lòng từ bi đối với người nghèo. May ra thời thịnh vượng của Ngài sẽ được kéo dài thêm chăng? À, đó là cái lời khuyên của tiên tri Daniel, vì biết rằng khi Thiên Chúa đã ra tay thì vua Nabucodonosor sẽ bị loại trừ, và người ta suy đoán rằng có thể ông bị một cái bệnh điên nào đó mà người ta phải xiềng xích ông, và ông đã chạy rong người ra ngoài rừng ở với thú vật, và kế tiếp là cái giấc mơ của ông đã thành hiện thực. Tất cả những điều trên đây đã xảy ra cho vua Nabucodonosor đúng như vậy. 12 tháng trôi qua, nhân lúc đi dạo trên sân thượng hoàng cung ở Babylon, nhà vua lên tiếng nói: đây chẳng phải là Babylon vĩ đại, thành ta đã dùng quyền lực lớn lao mà xây dựng làm hoàng cung, để ta được vinh quang rạng rỡ đó sao? Vua còn đang nói thì có tiếng từ trời vọng xuống: nghe đây, hỡi vua Nabucodonosor, vương quyền ngươi nắm giữ đã vụt khỏi tay ngươi. Ngươi sẽ bị đuổi, không được chung sống với người ta, nhưng phải sống chung với thú vật ngoài đồng, phải ăn cỏ như bò. Ngươi phải chịu như thế suốt 7 thời ròng rã. 7 thời tức là một thời gian dài, mà con số 7 là con số toàn vẹn, tức là một thời gian khá dài, chứ không phải là 7 tuần hay là 7 năm. Cho tới lúc ngươi chịu nhận ra rằng đấng tối cao cai trị vương quốc loài người và người trao cho kẻ nào người muốn. Mình nhìn nhận đến tối cao, trao cái quyền cho mình, trao quyền để phục vụ, và mình phải tùy thuộc vào đấng tối cao là Thiên Chúa. Ngay lúc đó, những lời trên đây liên quan đến vua Nabucodonosor đã nên ứng nghiệm. Ông bị đuổi, không được chung sống với người ta, phải ăn cỏ như bò, mình mẩy ướt đẫm xương trời, và rồi tóc tai dài dần ra như lông đại bàng, móng tay móng chân như thể móng chim. Khi mãn hạn, ta là Nabucodonosor, ta ngước mắt lên trời, cùng lúc ta tỉnh trí lại và chúc tụng đấng tối cao. Ta ca ngợi, tôn vinh đấng hằng sống, người nắm quyền thống trị muôn đời, vương quốc của người tồn tại thiên thu. Trước nhan người, dân cư trên mặt đất đều bị kể như không. Theo ý muốn của người, người điều khiển cả đạo binh trên trời, lẫn cư dân dưới đất. Chẳng ai cản được tay người mà dám hỏi rằng: Ngài làm gì thế? Cùng lúc ấy, ta tỉnh trí lại, ta tìm lại được vinh quang huy hoàng thuở trước. Nhờ đó, vương quốc của ta cũng sẽ vẻ vang rạng rỡ. Các cố vấn và đại thần đến thăm viếng ta. Ta phục hồi được quyền bính trên vương quốc. Nhờ vậy, uy thế vốn lớn lao của ta càng gia tăng gấp bội. Giờ đây, ta, Nabucodonosor, ta ca ngợi tán dương và tôn vinh vua trời, vì mọi việc người làm đều chân thật, đường lối của người vốn công minh. Người có quyền hạ bệ, kẻ quen thói kiêu căng hống hách. Để cho thấy tất cả quyền bính là ở trong tay Thiên Chúa, và trong cái thời kỳ bị bắt hại, trong cái thời mà vua Antiocho mà chúng ta biết là
nhà vua thời đó ở vùng Syria đã chiếm cả cái vùng Palestine, tại vì sau khi đế quốc Hy Lạp mà Alexander Đại Đế đã chết thì đất nước đã chia ra và Syria nắm một vùng, còn Ai Cập thì một ông tướng lãnh khác, và họ đã tranh chấp những quyền hành. Và thời kỳ mà Syria chiến thắng thắng cái vùng của Ai Cập, tức là vua Antiochus Epiphanes, ông vua này đã bắt hại đạo trong cái thời mà Maccabe đã nổi lên. Daniel đã nói để cho thấy rằng cái quyền lực là của Thiên Chúa ban cho, chứ không phải tự sức của mình, để dùng cái hình ảnh của Nabucodonosor là cái câu chuyện trước đó cả hơn 400 năm để báo cho họ. Và những người dân của Chúa cũng biết rằng chỉ một thời mà thôi, không có phải mãi mãi như vậy được. Một vị mà xúc phạm đến Thiên Chúa thì có thời của ông ta thôi, rồi cũng sẽ qua đi, chứ không phải mãi mãi bị bắt bớ và xúc phạm đến Thiên Chúa. Thì Nabucodonosor đã từng bị phạt sống như là thú vật cho tới khi ông ta nhìn nhận Thiên Chúa là Chúa Tể và ban quyền cho mình, thì ông mới được hồi phục để cho thấy là Thiên Chúa hạ bệ những kẻ quen thói kiêu căng hống hách. Và kế tiếp là ở trong chương 5, một câu chuyện khác về cái sự xúc phạm đến Thiên Chúa trong cái bữa tiệc của vua Ben-Sát-sa, là cái câu chuyện mà thời của đế quốc Ba Tư rồi. Xin mời chúng ta đọc ở chương 5. Vua Ben-Sát-sa mở tiệc lớn khoản đãi 1.000 đại thần. Trước mặt những người này, vua uống rượu. Khi đã thấm hơi men, vua truyền mang ly mang chén bằng vàng, bằng bạc mà vua cha là Nabucodonosor đã lấy ở đền thờ Jerusalem. Vua Ben-Sát-sa định dùng những ly chén này để uống rượu cùng với các đại thần, cung phi và cung nữ. Bấy giờ người ta mang ly chén bằng vàng đã lấy từ cung thánh đền thờ Thiên Chúa ở Jerusalem. Là những cái đồ đã được hiến thánh dành cho Thiên Chúa để phụng thờ Thiên Chúa, mà lúc phá đền thờ Jerusalem 587 trước Chúa Giêsu thì họ đã lấy những cái chén thánh, những cái đồ bằng bạc bằng vàng mà bây giờ họ lấy ra để uống rượu với cung phi cung nữ các đại thần, tức là họ cố tình phạm thánh, thì Thiên Chúa sẽ tỏ cho thấy cái hình phạt dành cho những người phạm thánh, những kẻ nhạo báng Thiên Chúa thì nó sẽ có cái kết cục không có thể nào tránh thoát được. Và cũng để cổ võ cho dân thánh của Chúa trong thời kỳ bị bách hại về cái vị vua Syria này, Antiochus đã xúc phạm đến Thiên Chúa, đã đưa cả những tượng thần đi vào trong đền thờ của Chúa. Vua và các đại thần, cung phi và cung nữ đều dùng mà uống. Họ vừa uống rượu vừa ca ngợi các thần bằng vàng, bạc, đồng, sắt, gỗ và đá. Ngay lúc ấy, những ngón tay người xuất hiện, viết lên vách tường quét vôi của hoàng cung ở phía sau trụ đèn. Vua nhìn thấy phần bàn tay đang viết. Bấy giờ mặt vua biến sắc, tâm trí bàng hoàng, ruột gan đòi đoạn, gối run cầm cập. Vua lên tiếng ra lệnh cho triệu các pháp sư, các nhà chiêm tinh và thầy bói. Rồi vua ngỏ lời với các nhà thông thái Babylon rằng, phàm ai đọc nổi hàng chữ ấy và giải thích được cho ta nghe, ta sẽ cho mặc cẩm bào đỏ thẫm, đeo vòng vàng vào cổ, người ấy sẽ là nhân vật thứ ba trong vương quốc. Lúc đó, tất cả các nhà thông thái của vua tiến vào, nhưng họ chẳng đọc được hàng chữ ấy, cũng không giải thích nổi cho vua hiểu. Bấy giờ vua Ben-Sát-sa hết sức bàng hoàng, mặt vua biến sắc, các đại thần cũng hốt hoảng. Nghe tiếng nói của vua và các đại thần, Hoàng Thái Hậu đi vào phòng tiệc. Bà lên tiếng nói, Thánh Thượng vạn tuế, xin Thánh Thượng đừng để cho tâm trí ra bàng hoàng. Đừng để dung nhan ngài phải biến sắc. Trong vương quốc của ngài, có một nhân vật mang nơi mình thần khí của các bậc thần thánh. Dưới thời phụ vương của ngài, người ta gặp thấy nơi nhân vật ấy sự sáng suốt, thông hiểu và khôn ngoan sánh được với sự khôn ngoan của các thần. Phụ vương của ngài là Nabucodonosor,
đã đặt ông ấy đứng đầu các thầy phù thủy, pháp sư, chiêm tinh và thầy bói. Bởi vì nơi ông ấy, tức là ông Daniel, mà phụ vương đã đặt tên là Ben-tơ-sát-sa, người ta gặp thấy thần khí siêu phàm, tri thức, hiểu biết, tài giải mộng, tài cắt nghĩa điều bí nhiệm, tài tháo gỡ khó khăn, nên xin cho gọi ông ấy đến, ông ấy sẽ giải thích được. Bấy giờ ông Daniel được dẫn vào chầu vua. Vua ngỏ lời với ông rằng, ngươi có phải là Daniel, một người trong nhóm Juda đi lưu đày mà phụ vương ta đã đưa từ Juda về không? Ta đã nghe đồn rằng thần khí của các bậc thần minh ở nơi ngươi, nên ngươi mới có sự sáng suốt, thông hiểu và khôn ngoan xuất chúng. Người ta đã dẫn các nhà thông thái và pháp sư đến để đọc và giải thích hàng chữ kia cho ta, nhưng họ đều không giải thích được ý nghĩa. Còn về ngươi, ta nghe nói rằng ngươi có tài giải thích và tháo gỡ khó khăn. Vậy, nếu ngươi đọc và giải thích được hàng chữ đó cho ta, thì ngươi sẽ được mặc cẩm bào đỏ thẫm, đeo vòng vàng vào cổ, và sẽ là nhân vật thứ ba trong vương quốc. Bấy giờ ông Daniel lên tiếng nói trước mặt vua. Tâu đức vua, lộc vua ban, xin giữ lại cho ngài. Quà vua tặng, xin dành cho người khác. Nhưng hàng chữ kia, thần xin đọc và giải thích hầu đức vua. Thiên Chúa là đấng tối cao, đã ban cho Nabucodonosor phụ vương ngài, vương quốc với chức cao quyền trọng, vinh dự và oai phong. Chính vì chức cao quyền trọng, Thiên Chúa ban cho phụ vương mà mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều run rẩy kính sợ trước mặt phụ vương. Người bắt ai phải chết hay cho ai được sống là tùy ý. Người nâng ai lên hay hạ ai xuống cũng tùy ý. Nhưng khi trở nên tự cao tự đại và sinh lòng kiêu căng quá mức, người đã bị truất ngôi và mất hết vinh dự. Người đã bị đuổi, không được chung sống với người ta, bị mất trí, trở nên giống thú vật, phải chung sống với lừa hoang và ăn cỏ như bò, mình mẩy ướt đẫm xương trời, cho tới khi người nhận ra Thiên Chúa, đấng tối cao, là đấng cai trị vương quốc loài người, và Thiên Chúa ban quyền cai trị này cho ai là tùy ý. Còn ngài, tâu đức vua bên sát xa, ngài là con của phụ vương, dầu đã biết tất cả những điều trên, ngài vẫn không chịu hạ mình xuống. Trái lại, ngài đã tự cao tự đại, đã chống lại Chúa Tể trời cao. Ly chén trong đền thờ của Chúa, người ta đã mang đến trước mặt ngài. Ngài đã dùng các ly chén ấy mà uống cùng với các đại thần, cung phi và cung nữ. Ngài đã ngợi khen các thần bằng bạc, vàng, đồng, sắt, gỗ và đá là những vật không thấy, không nghe, không biết. Còn Thiên Chúa là đấng nắm trong tay sinh khí của ngài và điều khiển mọi đường đi nước bước của ngài, ngài lại chẳng tôn vinh. Vì thế, Thiên Chúa đã cho phần bàn tay ấy đến viết hàng chữ kia. Đây là những chữ đã được viết ra: Mene, Mene, Teken, Paxin. Và đây là lời giải thích. Mene có nghĩa là đếm. Thiên Chúa đã đếm và chấm dứt những ngày của triều đại ngài. Teken có nghĩa là cân. Ngài đã bị đặt trên bàn cân và thấy là không đủ. Peret có nghĩa là phân chia. Vương quốc của ngài đã bị phân chia và trao cho các dân Medi và Ba Tư. Bấy giờ vua bên sát xa truyền mặc cẩm bào đỏ thẫm cho ông Daniel, đeo vòng vàng vào cổ ông và tuyên bố rằng trong vương quốc ông là nhân vật thứ ba. Ngay đêm ấy, bên sát xê, vua dân Can-đê bị giết chết. Sau đó, ông Dario, người Medi, lên ngôi vua năm 62 tuổi. Chúng ta thấy có cái dùng những cái tên của các vị vua trong đế quốc Babylon trước, rồi tới đế quốc Ba Tư, thì khi dùng cái từ vua Dario, thì vua Dario lại là con của vua Kiro,
Dario là người kế vị vua Kiro, mà vua Kiro đã chinh phục đế quốc Babylon, tức là bên Ba Tư, và cái hình ảnh để cho thấy là thời đó đế quốc Ba Tư là Iran hiện giờ đã chiếm cái đế quốc Babylon ở vùng của Iraq thời xưa. Và cái triều đại của Babylon nó hùng mạnh như vậy, nhưng mà rồi nó cũng tiêu tan vì họ kiêu căng, họ đã dám phá đền thờ của Thiên Chúa và đã xúc phạm đến Thiên Chúa, cho nên họ bị phạt, đã cân, đã đo, đã đếm, và họ đã không có đủ cái tài đức, cái đạo đức làm người, trao quyền để phục vụ, và cơ hội đó đã qua, họ đã không còn nữa. Và tiên tri Daniel đã báo cho biết, và ở trong chương 6 nói về ông Dario lên ngôi năm 62 tuổi. Dario là tên của cái vị vua kế vị Kiro là thuộc đế quốc Ba Tư rồi. Và sau đó là cái phần mà chúng ta thấy là Daniel ở trong cái triều vua, ông ta có nhiều uy tín, cho nên người ta ghen tức ông ta và không có bắt bẻ được lỗi lầm của ông, cho nên họ rình vào cái lỗi về tôn giáo. Vì biết Daniel tôn thờ Thiên Chúa và Daniel không có tôn thờ đức vua hoặc là các thần của nhà vua, mà tôn thờ một mình Thiên Chúa thôi. Cho nên họ lấy cái cớ đó để bắt bớ Daniel và bỏ Daniel vào trong hầm sư tử. Cho nên khi mà đời sống con người có ghen tương, đố kỵ thì nó là của từ ma quỷ mà đến, và nó làm cho bao nhiêu con người phải khốn cùng với nhau, sâu xé với nhau. Nhưng qua những câu chuyện này để cho thấy rằng là Thiên Chúa có quyền lên trên tất cả, trên cả những vị vua, và ngay cả khi mà người xấu làm hại những người tốt, Thiên Chúa vẫn cứu họ, như tiên tri Daniel này. Và nhiều trường hợp Thiên Chúa lại để cho con người có tự do, họ đã làm hại biết bao nhiêu người, nhưng mà những người đó Chúa lại để cho họ được về với Chúa vĩnh viễn, không có tiếp tục ở trong cái thế giới mà đầy đau khổ, để họ sớm hưởng hạnh phúc ở bên Chúa. Cho nên khi chúng ta có cái nhìn cao hơn, cái nhìn xa hơn về cùng đích vĩnh cửu của mình, thì chúng ta mới thấy bao nhiêu cái sự dữ, bao nhiêu cái bất công ở trong xã hội nó đã xảy ra. Và thế hệ này qua thế hệ kia, vương quốc này tới vương quốc kia, người ta xâu xé nhau, người ta chà đạp nhau. Và biết bao nhiêu những người thành tâm thiện chí, những người tốt lành trở nên nạn nhân của họ. Thì người ta hỏi Thiên Chúa ở đâu? Thì ở đây Daniel đã trả lời cho họ để cho thấy chính Thiên Chúa sẽ dẫn đưa nhân loại tới cái cùng đích tối hậu của mình. Các người sử dụng sai cái quyền hành mà Thiên Chúa ban cho thì dĩ nhiên họ sẽ có một thời thôi, chứ không phải là mãi mãi, và họ có ngày sẽ chấm dứt. Và xin mời đọc tiếp về Daniel ở trong hầm sư tử với bao nhiêu cái sự ghen tương làm khổ Daniel, nhưng mà Chúa vẫn ở với Daniel. Vua Dario quyết định đặt trên vương quốc của ông 120 thống đốc để họ cai trị toàn vương quốc. Dưới quyền ba tể tướng, trong đó có ông Daniel, họ phải phúc trình mọi việc cho ba vị này để nhà vua khỏi bị thiệt hại. Ông Daniel này vượt hẳn các tể tướng và thống đốc. Nhờ có một thần khí siêu phàm nên vua có ý định đặt ông đứng đầu cả vương quốc. Do đó, các tể tướng và thống đốc cố tìm cách bắt lỗi ông Daniel về việc triều chính, nhưng họ đã không thể tìm được một cớ hay một thiếu sót nào để bắt lỗi. Vì ông Daniel vốn là người trung tín, họ đã không tìm được điều gì sơ suất hay thiếu sót nơi ông. Vì thế, những người ấy mới nói với nhau: "Chúng ta sẽ chẳng tìm được một cớ nào để bắt lỗi tên Daniel này đâu, trừ phi tìm lý do tôn giáo để hại y." Bấy giờ các tể tướng và thống đốc ấy kéo nhau đến gặp vua và tâu rằng: "Đức vua Dario vạn vạn tuế, tất cả các vị tể tướng của vương quốc, các thủ lãnh, thống đốc, cận thần và tổng trấn đều nhất trí thảo ra sắc chỉ
và xin đức vua phê chuẩn lệnh cấm sau đây. Trong 30 ngày sắp tới, người ta ra cái lệnh cấm với cái mục tiêu là để gài bẫy giết chết Daniel. Trong 30 ngày sắp tới, bất cứ ai cầu xin thần nào hay người nào ngoài đức vua thì sẽ bị quăng vào hầm sư tử. Bấy giờ, tâu đức vua, xin ngài hạ lệnh cấm và châu phê văn kiện để chiếu theo luật không thể hủy bỏ của dân Medi và Ba Tư. Lệnh cấm này trở nên bất di bất dịch. Do đó, vua Dario đã châu phê văn kiện và lệnh cấm. Đó là vô cái thế, cái bẫy của những người mà ghét Daniel. Khi biết là văn kiện đã được châu phê, ông Daniel về nhà. Cửa sổ phòng trên nhà ông quay về hướng Jerusalem. Mỗi ngày 3 lần, ông quỳ gối, cầu nguyện và ngợi khen Thiên Chúa của ông, y như ông đã làm từ trước đến nay. Bấy giờ những người ấy đổ xô lại và bắt gặp ông Daniel đang cầu nguyện và thống thiết nài van Thiên Chúa của ông. Rồi họ tới yết kiến vua và nhắc đến lệnh cấm của vua. Đức vua đã chẳng châu phê lệnh cấm đó sao? Theo lệnh cấm này, trong 30 ngày sắp tới, bất cứ ai cầu xin thần nào hay người nào khác ngoài đức vua thì sẽ bị quăng vào hầm sư tử. Vua đáp lại rằng, đúng vậy, chiếu theo luật không thể hủy bỏ của dân Medi và Ba Tư thì đúng như vậy. Bấy giờ họ thưa với vua rằng, tâu đức vua, trong đám dân Juda lưu đày, có tên Daniel không đếm xỉa gì tới đức vua, cũng như tới giới lệnh đức vua đã châu phê. Ngày nào y cũng cầu nguyện đến 3 lần. Nghe lời ấy, vua rất đau lòng và để tâm tìm cách cứu ông Daniel. Vua cố sức giải cứu ông Daniel mãi cho đến lúc mặt trời lặn. Bấy giờ, những người kia lại kéo nhau đến gặp vua và tâu rằng, tâu đức vua, xin đức vua biết cho rằng, theo luật của dân Medi và dân Ba Tư, thì mọi giới lệnh và sắc chỉ nhà vua đã ban đều bất di bất dịch. Họ thúc cho nhà vua phải thi hành cái án lệnh cho Daniel. Ông Daniel bị quăng vào hầm sư tử. Bấy giờ vua đành hạ lệnh, và người ta đưa ông Daniel đi quăng vào hầm sư tử. Vua lên tiếng nói với ông Daniel, vị thần mà ngươi bền lòng phụng sự, chính vị ấy sẽ cứu ngươi. Là vua tin như vậy. Người ta đem một phiến đá tới đặt trên miệng hầm. Vua lấy ấn của mình và ấn của các đại thần niêm phiến đá lại, để không còn thay đổi gì được nữa về vụ ông Daniel. Rồi vua về cung, suốt đêm không ăn không uống, cũng chẳng cho các cung phi vào hầu. Vua không tài nào chợp mắt được. Sáng sớm tinh sương, vua đã trỗi dậy, vội vã đi ra hầm sư tử. Vừa tới gần, vua cất giọng đau đớn gọi vọng xuống ông Daniel. Vua lên tiếng nói với ông rằng, hỡi Daniel, người tôi tớ của thần hằng sống, vị thần mà ngươi bền lòng phụng sự, có cứu được ngươi thoát hàm sư tử không? Bấy giờ ông Daniel đáp lại, hoàng thượng, vạn vạn tuế, Thiên Chúa của thần đã sai thiên sứ đến khóa hàm sư tử, khiến chúng không hại được thần, bởi vì trước mặt người, thần đã được nhìn nhận là vô tội, và tâu đức vua, ngay trước nhan ngài, thần cũng chẳng làm điều gì ác. Lúc ấy, vua rất vui mừng, truyền kéo ông Daniel lên khỏi hầm, và ông được kéo lên, không một vết thương trên mình, bởi vì ông đã tin cậy vào Thiên Chúa của ông. Vua liền truyền điệu những người kia đến, họ là những kẻ đã vu khống cho ông Daniel, rồi vua ra lệnh quăng họ cùng với vợ con vào hầm sư tử. Những người này chưa đụng tới nền hầm, thì sư tử đã vồ lấy chúng mà nghiến nát xương. Để cho thấy những cái kẻ mà độc ác, cuối cùng họ đã nhận lấy những cái hậu quả do lòng ghen tương của họ. Bấy giờ, vua Dario viết cho tất cả những người thuộc các dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ trên khắp cõi đất. Chúc các ngươi vạn sự bình an. Đây là lệnh ta truyền trên toàn lãnh thổ vương quốc ta. Mọi người phải run rẩy,
kính sợ trước mặt vị thần của Daniel, bởi vì người là vị thần hằng sống và tồn tại muôn đời. Vương quốc của người sẽ chẳng hề suy vong. Quyền thống trị của người vô cùng vô tận. Người giải thoát giữ gìn. Người làm những dấu lạ điềm thiêng trên trời cùng dưới đất. Người đã giải cứu Daniel khỏi móng vuốt sư tử. Một ông vua biết nhìn nhận cái sự thật, và cái quan trọng là nhìn biết Thiên Chúa của Daniel là Thiên Chúa cao cả, là Thiên Chúa đích thực. Và ông truyền cho mọi người phải kính sợ cái vị thần của Daniel. Mặc dù ông chẳng biết Thiên Chúa là ai, nhưng mà ông biết Thiên Chúa của Daniel là vĩ đại trên tất cả. Còn ông Daniel thì thành công rực rỡ dưới triều vua Dario, cũng như dưới triều vua Kiro người Ba Tư. Daniel đã phục vụ nhiều cái triều đại, và qua các triều đại, Daniel đều được cái uy tín và là những người đặc biệt ở trong triều đình. Và dĩ nhiên là những cái hình ảnh đó để mô tả lòng của người trông cậy vào Chúa, mặc dầu giữa bao nhiêu bắc bớ, hãy tin cậy vào Chúa. Vua Chúa Trần gian cũng chỉ có một thời gian thôi, rồi cũng sẽ qua đi. Rồi chúng ta thấy từ cái chương 7 với những cái thị kiến, là phần thứ hai với bao nhiêu cái thị kiến, và qua những thị kiến này để chúng ta hiểu được là thời đại của tiên tri Daniel có cuộc bắt bớ cách trầm trọng, nhưng mà Thiên Chúa có quyền năng trên tất cả, cũng như qua 6 chương chúng ta vừa đọc đều cổ võ cái niềm tin cho dân Chúa trong thời kỳ bị bắt hại. Cho nên những cái thị kiến này đã mô tả cho chúng ta qua những cái hình ảnh, nó không phải là cái hình ảnh ở bên ngoài, nhưng mà trong thị kiến nó không phải là cái thực trạng ở bên ngoài, nhưng mà nó diễn tả cái thực trạng ở bên ngoài với ý nghĩa cao sâu của niềm tin vào Thiên Chúa. Xin mời đọc ở chương 7. Năm thứ nhất đời Ben-sát-sa làm vua xứ Babylon, trong một giấc chiêm bao, khi đang nằm trên giường, ông Daniel thấy trong trí thị kiến sau đây. Ông đã viết lại giấc chiêm bao đó. Câu chuyện bắt đầu như sau. Theo như chính lời ông kể lại, ban đêm trong một thị kiến, tôi đang mải nhìn thì kìa, gió bốn phương trời khuấy động biển cả. Bốn con thú lớn từ biển lên, mỗi con mỗi khác. Con thứ nhất giống như sư tử, lại mang cánh đại bàng. Tôi nhìn theo cho đến khi đôi cánh của nó bị giật mất. Nó được nhấc lên khỏi mặt đất và đặt đứng trên hai chân như một người. Nó được ban cho một quả tim người. Và này, một con thú khác, con thứ hai, giống như con gấu. Nó được đặt trong tư thế chỉ đứng một bên, mõm ngậm ba khúc xương sườn giữa hai hàm răng. Người ta bảo nó như thế này: đứng lên, ăn thịt cho nhiều đi. Sau đó, tôi đang nhìn thì kìa, một con thú khác, giống như con beo. Hai bên mình nó có bốn cánh như cánh chim. Nó có bốn đầu và được trao quyền thống trị. Rồi vẫn trong thị kiến ban đêm, tôi đang nhìn thì kìa, con thú thứ tư đáng kinh, đáng sợ và mạnh mẽ vô song. Răng của nó bằng sắt và rất to. Nó ăn, nó nghiền, rồi lấy chân chà đạp những gì còn sót lại. Nó khác hẳn tất cả các con thú trước. Nó có những 10 sừng. Tôi đang chăm chú nhìn các sừng. Thì kìa, giữa các sừng này, một sừng khác nhỏ hơn mọc lên và 3 cái trong các sừng trước bị nhổ đi trước mặt cái nhỏ. Và kìa, có những con mắt như mắt người trên sừng ấy. Và có một cái mồm
nói những điều quái gở. Chúng ta thấy cái thị kiến về bốn cái con vật để chỉ về bốn vương quốc mà đã thống trị dân tộc Do Thái, và cho đến cái thời kỳ bị bắt hại là thời kỳ mà các vương quốc xác định là con thú thứ bốn là vương quốc Syria. Và cái sự phỉ báng Thiên Chúa chính là vua Antiocho Epiphanes, là vị vua của Syria, nhưng mà ảnh hưởng của cái văn hóa Hy Lạp rồi, tức là sau cái thời của Alexander Đại Đế sau năm 330, và tới thời của Antiocho này là thời khoảng năm 171, 170 tới năm 160, trong cái thời gian này là thời của Antiocho. Và cũng như trong các chương 2, câu 34 và câu 44 thì tác giả báo trước cái cuộc can thiệp của Chúa, chứ không phải là họ muốn làm gì làm, nhưng mà có thời gian của họ. Người sẽ xét xử kẻ bắt hại và chấm dứt cái quyền hành của y và thiết lập một cái vương quốc của dân Thiên Chúa, tức là một dân thánh, một dân mới, và sẽ bắt đầu với chính Chúa Giêsu. Và ở đây những cái từ ngữ trong cái chương này chúng ta thấy là mây là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa, ngự giá mây trời mà đến, hay là đứng lão thành nghĩa là chính Thiên Chúa. Chúng ta đừng quên rằng Thiên Chúa không có tuổi và người sống trong hiện tại liên lỉ, và theo một nghĩa rất là thật, người trẻ hơn chúng ta nhiều. Trước mặt Thiên Chúa luôn luôn là hiện tại, nhưng mà đây là cách diễn tả của con người trần thế. Từ câu 9 chúng ta sẽ đọc. Tôi đang nhìn, thì thấy đặt những chiếc ngai và một đấng lão thành an tọa. Áo người trắng như tuyết, tóc trên đầu người tựa lông chiên tinh tuyền. Ngai của người toàn là ngọn lửa, bánh xe của ngai cũng rừng rực lửa hồng. Từ trước nhan người, một sông lửa cuồn cuộn chảy ra. Ngàn ngàn hầu hạ người, vạn vạn túc trực trước thánh nhan. Tòa bắt đầu xử, sổ sách được mở ra. Bấy giờ tôi mãi nhìn, vì có tiếng ồn ào của cái sừng thốt ra những lời quái gở. Cái sừng thốt ra lời quái gở đó là chỉ về ông vua mà bác hải đạo Antiocho Epiphanes. Tôi vẫn mãi nhìn khi con thú bị giết, hay nó bị hủy diệt và làm mồi cho lửa. Những con thú còn lại bị tước mất quyền thống trị. Nhưng đời chúng được kéo dài thêm một thời và một kỳ hạn. Trong những thủy kiến ban đêm, tôi mãi nhìn thì kìa, có ai như một con người đang ngự giá mây trời mà đến. Và chính Chúa Giêsu dùng cái từ ngữ này, con người ngự giá mây trời mà đến. Người tiến lại gần bên đấng lão thành và được dẫn đưa tới trình diện. Đấng lão thành trao cho người quyền thống trị, vinh quang và vương vị. Là chỉ về chính Chúa Giêsu, toàn Thiên Chúa Cha, Ngài có quyền thống trị trong mọi tâm hồn. Muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự người. Quyền thống trị của người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một. Vương quốc của người sẽ chẳng hề suy vong. Đó là vương quốc công bằng yêu thương của Chúa Giêsu. Ngài đã bắt đầu ở trên trần thế và tới cái hồi viên mãn ở trên thiên quốc, chứ không phải là như vương quốc của trần gian một giai đoạn rồi cũng sẽ qua đi. Và từ câu 15 giải thích những cái thị kiến. Tôi là Daniel, tâm trí tôi hoang mang vì những điều ấy, và những thị kiến trong đầu làm tôi xao xuyến. Tôi đến gần một trong những vị đứng túc trực và xin vị ấy cho biết sự thực chắc chắn về tất cả những điều ấy. Người đã nói với tôi và giải thích cho tôi ý nghĩa các sự việc. Bốn con thú to lớn ấy, tức là bốn ông vua,
từ đất trỗi dậy. Rồi chư thánh của đấng tối cao sẽ lãnh nhận vương quyền và nắm giữ vương quyền ấy mãi mãi muôn đời. Bấy giờ tôi muốn biết chắc chắn về con thú thứ tư, là con thú khác hẳn với tất cả các con khác. Nó rất đáng sợ, có răng bằng sắt và vuốt bằng đồng. Nó ăn, nó nghiền, rồi lấy chân chà đạp những gì còn sót lại. Tôi cũng muốn biết chắc về 10 cái sừng trên đầu nó và về cái sừng khác đã mọc lên và 3 cái đã rụng đi trước mặt cái sừng ấy. Cái sừng này là cái sừng có mắt và mồm nói những lời quái gở. Nó có vẻ lớn hơn các sừng khác. Tôi đang nhìn thì cái sừng này đã giao chiến với chư thánh và đã thắng được các ngài. Tức là thời kỳ bất hại của vua Antioco, và dĩ nhiên không có quân đội, không có sức mạnh, cho nên những người bình thường không thể nào mà chống lại được. Cho nên bắt đầu là thấy cái sức mạnh đó của vua Antioco, và ông đã bắt đạo, ông đã xâm phạm vào đền thánh của Chúa. Cho tới khi đấng lão thành đến và có cuộc xét xử nhằm binh vực chư thánh của đấng tối cao. Cho tới khi thời đến, thời mà chư thánh nắm được vương quyền, vị đứng túc trực ấy lại nói với tôi thế này: con thú thứ tư là vương quốc thứ tư sẽ xuất hiện trên mặt đất, khác hẳn với mọi vương quốc. Nó sẽ ăn hết toàn cõi đất, sẽ giẫm nát và nghiền tan. Còn 10 cái sừng kia là 10 ông vua từ vương quốc ấy trỗi dậy. Rồi một ông vua khác sẽ trỗi dậy sau 10 ông kia. Vua này sẽ khác hẳn các vua trước và sẽ hạ 3 vua. Vua này sẽ thốt ra những lời phạm đến đấng tối cao và ngược đãi chư thánh của người. Vua định thay đổi lịch và lề luật. Chư thánh sẽ bị nộp vào tay vua một thời, hai thời và nửa thời. Tức là 3 thời rưỡi, mà con số 7 thời, tức là con số toàn vẹn. Nhưng mà ở đây không có được toàn vẹn, nó chỉ có một nửa thôi. Vì nó kiêu căng, thốt ra những lời phạm thượng, cho nên nó không có đạt tới cái tận cùng của nó. Rồi sẽ có cuộc xét xử, và người ta sẽ tước quyền thống trị của vua, nhằm vĩnh viễn hủy bỏ và tiêu diệt quyền ấy. Còn vương quốc với quyền thống trị, cũng như địa vị cao cả của các vương quốc khắp thiên hạ, sẽ được trao cho dân thánh của đấng tối cao. Đó là cuối cùng, mọi cái quyền sẽ được lấy lại và trao cho dân thánh của đấng tối cao. Vương quyền của dân ấy là vương quyền vĩnh cửu, và mọi quyền thống trị sẽ phụng sự và vâng phục dân ấy. Đến đây câu chuyện kết thúc. Các tư tưởng của tôi, Daniel, làm tôi rất xao xuyến, mặt tôi biến sắc, nhưng tôi giữ những sự ấy trong lòng. Là qua cái thị kiến này để chúng ta thấy là cuối cùng Daniel hiểu được là Chúa trao lại cho dân thánh của Chúa, nhưng mà ở đây là dân thánh mới với chính Chúa Giêsu Kitô, đấng có quyền xét xử và thống trị ở trong Ngài, là vua của mọi tâm hồn, là vua trên toàn cõi cái vũ trụ này, và vương quyền vĩnh cửu của Ngài. Tất cả mọi người đều suy phục một mình Thiên Chúa, một mình Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa đích thực, và dẫn đưa mọi người về với Thiên Chúa Cha là cùng đích của đời mình. Cho nên qua những thị kiến này để cho thấy là những vị mà đang bắt hại đạo này rồi cũng sẽ qua đi, không có tồn tại mãi đâu. Cho nên qua những cái đoạn này chúng ta thấy là vua Antioco mà trong sách Maccabe đã đề cập tới, thì người ta dùng những cái hình ảnh hiện tại để nói cả những chuyện tương lai, chuyện chung cuộc của bách hại hiện tại
để đưa tới cái chung cuộc của lịch sử. Và chính Chúa Giêsu khi mà Ngài nói về sự tàn phá Jerusalem, Ngài cũng xen kẽ vào đó để nói về ngày tận cùng của thế giới, như trong Matthew chương 24 chẳng hạn. Rồi ở trong cái chương 7 chúng ta đang đọc đó, thì chúng ta biết là cái người Do Thái từ năm 170 tới năm 160 không thể lầm lẫn những lời lẽ ngầm ám chỉ về cái vua đang bắt đạo là Antiochus. Cái người Antiochus này đã lật đổ ba vua, phó mạ đến toàn năng và sát hại các thánh khi ông ta dám xúc phạm đến đền thờ Thiên Chúa. Và khi đọc Ma-ca-bê chúng ta thấy những cuộc tử đạo của họ. Rồi cái con số mà chúng ta vừa đọc đó, một thời, hai thời, một nửa thời, tức là ba rưỡi. Mà trong Khải Huyền chương 12, chương 13 thì cũng đề cập tới, Thánh Gioan cũng đề cập lại những cái con số này để chỉ rằng là ám chỉ về thời của sự giữ ba thời rưỡi, tức là một nửa của con số 7, mà con số 7 là con số hoàn hảo, mà họ không có đạt được sự hoàn hảo, chỉ có một nửa thôi. Cho nên họ chỉ gây ra cái xáo trộn, đam mê tiền bạc, danh vọng lạc thú để xâu xé với nhau thôi. Còn các thánh là những người được Thiên Chúa hiến thánh để trở thành dân riêng của Ngài. Và từ thời ông Mô-sê, người Do Thái ý thức mình là một dân thánh được hiến dâng cho Chúa chí thánh. Và theo Đa-nê, các thánh là chỉ một dân mới của Chúa, khởi đầu với đấng Messiah, tức là chính Chúa Giêsu Kitô. Và vì vậy mà Kitô hữu đầu tiên đã ý thức mình là dân mới của Chúa, vì thế họ gọi nhau là các thánh của Chúa. Và trong cái thư của Thánh Phaolô, Ngài cũng gọi các tín hữu là các thánh của Chúa. Và chúng ta suy niệm tất cả những cái thị kiến mà Daniel đã nói để chúng ta thấy qua những cái sứ điệp này để nhận ra có một Thiên Chúa đích thực ở trên tất cả mọi người, dù là có những thế lực sự dữ đang hùng mạnh và bách hại đạo của Chúa, nhưng mà họ không phải là họ tồn tại mãi mãi để họ làm những điều đó. Chính họ đã tạo ra những cái khúc quanh của lịch sử, chính họ đã tạo ra những cái sự khốn cùng cho nhân loại, và chính họ phải chịu trách nhiệm, và họ cũng phải chết, cũng phải chấm dứt cái chế độ của họ, chứ không phải là kéo dài mãi mãi, nó chỉ một thời gian nào đó và rồi nó sẽ kết thúc. Và qua lịch sử, không phải chỉ riêng gì cái thời của người Do Thái mà thôi, nhưng mà chúng ta thấy suốt cả dòng lịch sử nhân loại, tất cả đều như vậy hết, tất cả đều tiêu tan. Bao nhiêu cái chế độ, từ cái đế quốc Assyri, Babylon, tới đế quốc Ba Tư, đế quốc Hy Lạp, rồi đế quốc Roma thời của Chúa Giêsu, rồi kéo dài tới bây giờ, biết bao nhiêu những cái cuộc chiến tương tàn mà người ta muốn giành cho được cái này cái kia về mỏ dầu hỏa, vàng bạc, đất đai hoặc là dân số để đạt được một cái mục tiêu của họ về chính trị. Và rồi họ cũng xâu xé nhau, họ cũng gây khốn khổ cho nhau. Rồi bao nhiêu cái chế độ độc tài làm khốn khổ. Nhưng mà tất cả mà cái đó đều có một thời của nó thôi. Rồi tất cả đều sẽ ra đi. Cho nên đọc ở Thử Ước mà Daniel không có dám nói thẳng về chính cái thời bách hại đạo, mà dùng cái hình ảnh trước đó cả 450 năm để diễn tả cái thời hiện tại, thời của năm 170 trước Chúa Giêsu, về những cuộc bắt bớ thời đó, để củng cố cái niềm tin cho tất cả những tín hữu đang sống trong sự bắt bớ. Dĩ nhiên là họ thất vọng, họ đau khổ, và Daniel đã nói cho họ cái quyền năng của Chúa có trên cả những người cầm quyền này, và sẽ dẫn đưa dân thánh của Chúa tới một dân thánh mới với cái đấng lãnh đạo mới, đấng tối cao. Và tất cả những điều đó để chỉ về chính Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa đích thực đã đến trên trần gian, và Ngài đã bắt đầu cái vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa ở giữa trần thế này, ngay khi Ngài chịu treo trên thập giá đã chết vì yêu, và không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu của mình. Và
Kể từ đó, những ai yêu mến Chúa sẽ liên kết nên một với Chúa Giêsu để Ngài đưa chúng ta tới một dân thánh, dân mới của Chúa và sẽ ở mãi mãi với Chúa ở trên thiên quốc. Đó là những câu chuyện của Daniel. Dĩ nhiên, Daniel không dùng cái thời hiện tại của cuộc bắt bớ mà đưa người ta ngược dòng lịch sử đi về tận cái thời của đế quốc Babylon mà cả 450 năm Daniel, tiên tri Daniel đã diễn tả tất cả những cái sứ điệp của Chúa để cổ võ dân thánh của Chúa và tất cả cái niềm hy vọng. Họ giữ vững niềm tin trung thành với Chúa mãi mãi cho tới tận cùng của thế giới thì họ sẽ đạt được cái cùng đích của mình với dân thánh của Chúa và đấng cứu thế chính Chúa Giêsu Kitô đến trên trần gian để củng cố cái niềm tin cho tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu và dẫn đưa tất cả mọi người về với Thiên Chúa Cha nhờ công ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô. Cho nên chỉ có Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa đích thực, là vua tình yêu ở trong mọi tâm hồn. Và ngày mai chúng ta học tiếp các cái thị kiến ở trong chương 8. Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.longchuathuongxot@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Có gì Ngài không hiểu đâu, khi đêm trường con vương u sầu, nhìn về cuộc đời mãi sau, con lo sợ đường dài ai thâu. Đêm nằm giấc ngủ không sâu, nên con tâm sự với Ngài cánh thơ. Ngài ơi, màn đêm đang sáng lối, nụ cười tắt trên môi, tim chân con bồi hồi, nay tìm về Chúa thôi. Tình yêu Ngài luôn ban chan chứa, giờ con cất lời thưa, tội đời nay xin chừa, bàn tay con sao vừa, vâng lời Chúa gọi con, nguyện Ngài thương dẫn. Cuộc đời bao đắng cay đưa con vào những nơi vung lầy, nhiều lần đời con lung lay mắt san trần con nào đâu thấy, nhưng Ngài luôn giang cánh tay đưa con đi về bên bờ đẹp thay. Ngài ơi, màn đêm tìm về Chúa thôi. Tình yêu Ngài luôn ban chan chứa, giờ con cất lời thưa, tội đời nay xin chừa, bàn tay con sao vừa, vâng lời Chúa gọi con, nguyện Ngài thương dẫn. Con vương mang khi đêm về lệ con tuôn tràn, cuộc đời giàu nghèo cao sang khiến tâm hồn nhiều lần chê chán, xin tình thương yêu chứa chan dẫn con đi về suối
vâng lời Chúa gọi con, nguyện Ngài thương dẫn đường. Ngài ơi, màn đêm đang sáng lối, nụ cười tắt trên môi, tim chân con bồi hồi, nay tìm về Chúa thôi. Bàn tay con sao vừa, vâng lời Chúa gọi con, nguyện Ngài thương dẫn đường. Vâng lời Chúa gọi con, nguyện Ngài thương dẫn đường. Vâng lời Chúa gọi con, nguyện Ngài thương dẫn đường.